Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Nga cho biết lính Ukraine cứ xông lên ở Japoritsha là bị hạ. Đoàn tàu quân sự Ukraine có thể trúng bom dẫn đường Nga. Những vũ khí của Nga cản trở cuộc phản công của Ukraine. Lý do hệ thống phòng không Ukraine bất lực trước bom cũ của Nga. Công chúng Mỹ giảm sự ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Tình cảnh của Ukraine nếu tiếp tục phản công trong mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Putin đặt thời hạn cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga dừng cuộc phản công của Ukraine. Nga bác tuyên bố của Ukraine về việc chọc thủng thêm phòng tuyến ở Japoritsha, khẳng định lực lượng của Kiev hứng chịu thiệt hại nặng nề trong nỗ lực tiến công. Nga cho biết lính Ukraine cứ xông lên ở Chaporizhia là bị hạ. Ria dẫn lời quan chức do Nga bổ nhiệm ở Chaporizhia, Vladimir Rogov khẳng định lực lượng Nga đang giữ vững phòng tuyến theo hướng Verbovi, bác bỏ thông tin về việc quân đội Ukraine đạt thêm đột phá đáng kể. Các chiến binh Ukraine đã cố gắng xông lên tiến công ở khu vực Verbovi, nhưng họ chỉ đơn giản là bị loại khỏi vòng chiến đấu. Người của chúng tôi đang tự tin chấn giữ phòng thủ, ông Rogov nhấn mạnh. Lực lượng của chúng ta đang nắm giữ mọi vị trí. Tướng Oleksandr Tarnaski, chỉ huy mũi phản công của Ukraine ở mặt trận phía Nam, nói với CNN. Quân đội Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga ở cánh trái khu vực định cư Verbovi ở Zaporizhia. Verbovi gần làng Robotino, nơi chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt những tuần qua. Đầu tháng 9 năm 2023, Nga xác nhận đã rút lui chiến thuật khỏi làng Robotino. Vẫn trong phát ngôn mới nhất, ông Tarnaski nhận định các đơn vị Ukraine có thể đạt thêm nhiều bước đột phá lớn hơn trong thời gian tới. Nhưng thừa nhận, Chiến dịch phản công chậm hơn so với mong đợi. Các quan chức quân đội Ukraine cũng cho biết Nga tính toán vị trí phòng ngự rất chính xác và hiệu quả, khiến các đơn vị Ukraine mất nhiều thời gian để tấn công. Kiev đang đặt mục tiêu giành thị trấn Tomak, trung tâm hậu cần của quân đội Nga tại khu vực. Ukraine từ đầu tháng 6 năm 2023 tung các lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây vào đợt phản công ở phía Nam, nhưng hứng chịu thiệt hại về nhân lực và thiết bị bao gồm loạt xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cùng các xe chiến đấu Bradley và Stryker. Theo CNN, lính Ukraine còn cách Tô Mắc khoảng 20 km, nhưng bị ngăn bởi nhiều lớp phòng thủ kiên cố, được bảo vệ bằng mìn và pháo binh của quân đội Nga. Đoàn tàu quân sự Ukraine có thể trúng bom dẫn đường Nga Video từ UAV trinh sát cho thấy đoàn tàu quân sự của Ukraine đã bị hư hại nặng sau vụ nổ lớn, dường như do trúng bom dẫn đường của Nga. Tài khoản Venco, chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga trên Telegram, ngày hôm nay đã công bố video đoàn tàu chở thiết bị quân sự của quân đội Ukraine bị tập kích. Không quân vũ trụ Nga đã tấn công hậu phương của đối phương. Sức mạnh của vụ nổ cho thấy đó dường như là bom gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất, tài khoản này cho hay. Trong video từ máy bay không người lái UAV, đoàn tàu đang ở trạng thái rừng và có nhiều người đứng gần đó. Một vụ nổ lớn xảy ra sát đầu đoàn tàu, tạo ra sóng xung kích và nhiều mảnh văng làm hư hại các toa các toa tàu bốc khói trắng, dường như là vật liệu bên trong bắt lửa và bốc cháy, trong khi những người gần đó chạy ra khỏi hiện trường. Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tấn công không được công bố. Một số chuyên gia quân sự Nga nhận định đợt tập kích được tiến hành gần đây do cây cối xung quanh vẫn còn màu xanh và xuất hiện một số đốm lá vàng. Đặc trưng của thời tiết cuối hè đầu thu ở Ukraine, chưa rõ không quân Nga có đánh bồi để phá hủy hoàn toàn đoàn tàu này hay không. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Nga gần đây biến nhiều bom thường thành bom dẫn đường thông minh nhờ mô đun UMPK. Hệ thống này gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và bộ điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác cho bom, kèm theo cánh nâng cho phép quả bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự như dòng JDAM của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Bom dẫn đường gắn bộ UMPK khi được máy bay thả từ độ cao lớn có thể bay xa 50 đến 70 km, giúp chiến đấu cơ nga có thể hoạt động từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Binh sĩ Ukraine nói rằng các quả bom dẫn đường của Nga thường nhắm vào sở chỉ huy và trung tâm hậu cần. Nhưng máy bay đối phương cũng sẵn sàng tập kích cho những mục tiêu ít quan trọng hơn, như điểm tập kết binh lực hoặc cứ điểm ở tiền tuyến nếu có UAV chỉ điểm. Một số vũ khí của Nga như trực thăng K-52, máy bay không người lái lan bom từ thời Liên Xô đang gây trở ngại lớn cho chiến dịch phản công của Ukraine. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã phải điều chỉnh chiến lược tác chiến do lực lượng của họ gặp khó trong việc đối phó với sự kháng cự quyết liệt của Ukraine và chịu tổn thất nặng nề. Nga đã chuyển sang sử dụng cả thiết bị quân sự hiện đại và cũ của Liên Xô nhằm giành lấy ưu thế cho mình. Theo Business Insider, có bốn hệ thống quân sự quan trọng mà Nga đang sử dụng tại Ukraine, từ trực thăng tấn công K-52 đến máy bay không người lái Lancet. Trực thăng tấn công Aligato K52. K52 là một trong những máy bay trực thăng tấn công tốt nhất và cơ động nhất thế giới. Nó có khả năng đạt tốc độ lên tới 300 km/h và được trang bị pháo 30mm. Ngoài ra nó cũng có thể mang theo tên lửa chống tăng VIKHR, tên lửa Ataka và bệ phóng tên lửa B8V20, tên lửa phòng không Igla V. Cánh quạt đồng trục giúp tăng thêm khả năng cơ động và cho phép máy bay bay ở độ cao cao hơn so với các trực thăng có cánh quạt đơn. K-52 gây trở ngại lớn cho quân đội Ukraine trong cuộc phản công hiện tại. Bộ Quốc phòng Anh gọi đó là một trong những hệ thống vũ khí quan trọng nhất trong các hoạt động tấn công của Nga xung quanh Japoritsha ở miền nam Ukraine. K-52 đã phá hủy các phương tiện chiến đấu bộ binh như xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất và xe tăng như là Leopard 2 của Đức. Thứ hai là bãi mìn dày đặc, Cuộc phản công của Ukraine cũng bị cản trở bởi các bãi mìn dây đặc của Nga, buộc số lượng lực lượng Ukraine phải bỏ lại xe bọc thép của phương Tây và đi bộ về phía trước. Quy mô của các bãi mìn khiến cho Ukraine trở thành quốc gia bị gài mìn nhiều nhất trên thế giới. Một số binh sĩ của Ukraine thậm chí ra được 5 quả mìn trên mỗi mét vuông ở một vài khu vực. Ông Danilov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cố gắng giữ mạng sống cho các binh sĩ trên tiền tuyến. Thứ ba là máy bay không người lái Lancet. Nga cũng đã tận dụng các máy bay không người lái UAV tự sát cỡ nhỏ như UAV Lancet để tấn công các xe bọc thép, đơn vị pháo binh và các thiết bị quân sự khác của Ukraine. UAV Lancet là sản phẩm của một công ty con thuộc nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov của Nga. Thứ tư là bom được ném từ máy bay thời Liên Xô. Nga cũng đang sử dụng các loại bom thời Liên Xô, sử dụng kèm hệ thống vũ khí hiện đại Oleksiy Menik, một chuyên gia quân sự của trung tâm Drazumkov Ukraine, cho biết những quả bom này là một thách thức lớn đối với Kiev do nó rất khó đánh chặn. Theo New York Times, loại bom này có trọng lượng từ 500 kg đến 1.500 kg, chỉ bay trên không trong một khoảng thời gian ngắn do thiếu hệ thống đẩy mà tên lửa hiện đại có, khiến chúng gần như không thể bị bắn hạ. Nga cũng đã thay đổi một số tên lửa để có thể bay ở khoảng cách xa. Lý do hệ thống phòng không Ukraine bất lực trước bom cũ của Nga Nga đã cải tiến các loại bom thông thường, cũ, biến chúng thành mối đe dọa lớn đối với binh lính Ukraine. Những quả bom như vậy đặc biệt khó đánh chặn, ngay cả với những hệ thống phòng không tiên tiến mà Kiev đang sử dụng như Patriot. Các chuyên gia quân sự cho rằng những quả bom cũ từ thời Liên Xô của Nga là một thách thức lớn đối với Ukraine vì chúng rất khó bị đánh chặn ngay cả khi sử dụng những hệ thống phòng không tiên tiến nhất. Ông Oleksiy Menik thuộc trung tâm Razumkov có trụ sở tại Kiev đánh giá việc chống lại những quả bom thả từ trên không của Nga là đặc biệt nan giải đối với Ukraine. Tên lửa phòng không công nghệ cao vốn được thiết kế để tấn công các mục tiêu nhẹ hơn và không được trang bị để chống lại những vũ khí cũ kỹ, có kết cấu sắt nặng như các loại bom mà Nga đang sử dụng. Do đặc điểm kết cấu của bom và thực tế Nga có kho dự trữ dồi dào loại vũ khí này là vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine. Những quả bom đó có thể nặng từ 500 đến 1.000 kg, ông Menik nói. Ông cho rằng những quả bom ngu rơi tự do được thả từ máy bay khi bay ngang hoặc khi mũi máy bay hướng lên hay là hướng xuống. Hướng căn chỉnh và độ cao của máy bay sẽ xác định rõ hơn quỹ đạo rơi của bom. Thông thường đánh bom theo cách như vậy có độ chính xác rất thấp. Nhưng theo ông Menik, những quả bom 30 đến 50 năm tuổi vẫn còn rất uy lực. Với kích thước lớn của một quả bom, việc phát hiện ra chúng không phải là vấn đề vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để đánh chặn được chúng bom hiếm khi bay trên không quá một phút và không giống như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái uav tấn công chúng rất khó theo dõi thường xuất hiện dưới dạng những chấm nhỏ trên màn hình radar và sớm biến mất sau đó các chuyên gia quân sự cho biết điều này khiến chúng trở thành loại vũ khí mà các hệ thống phòng không tiên tiến nhất ukraine đang sử dụng như patriot được mỹ cung cấp cũng không thể đối phó được việc thả bom cổ điển cũng đặt ra thách thức đối với quân đội nga máy bay của họ phải bay vào vùng nguy hiểm của hệ thống phòng không đối phương để tấn công mục tiêu tuy nhiên nga đã thích nghi và thay đổi chiến thuật nga biến bom cũ thành bom dẫn đường có sức mạnh hủy diệt nga đã cải tiến những quả bom đơn giản trang bị cho chúng hệ thống dẫn đường để tạo ra loại vũ khí thay thế hiệu quả và rẻ tiền cho tên lửa dẫn đường đắt tiền Hệ thống này tương tự như bộ dụng cụ gdm được Mỹ gửi cho Ukraine, giúp biến những quả bom không dẫn đường thành đạn dược dẫn đường chính xác. Những quả bom cổ điển được trang bị bộ cánh và hệ thống dẫn đường có thể phóng từ khoảng cách xa hơn. Chúng có thể tiếp cận mục tiêu cách xa 50 km từ vị trí nằm ngoài tầm hoạt động của hầu hết các hệ thống phòng không ở tiên tuyến. Những quả bom được cải tiến này chính xác hơn và trọng tải lớn của chúng có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Nga đã trang bị những bộ kit mới cho bom trọng lực FAB 500M62 cũ từ thời Liên Xô và phóng chúng từ các máy bay Su-34 và Su-35. Cố gắng đánh chặn những quả bom này là không hiệu quả. Cách duy nhất để ngăn chặn là tấn công các máy bay được sử dụng để phóng những quả bom này. Ông Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết, do đó Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng họ cần các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo trong kho vũ khí của mình. Hồi tháng 4, tờ Kiev Independent đưa tin rằng các loại bom dẫn đường hoặc là bom lượn nâng cấp cũng đang được sử dụng để chống lại các đội hình quân sự của Ukraine nhằm gây ra những đòn tấn công tàn khốc vào phòng tuyến và hậu phương của Ukraine. Những quả bom này cũng có ý nghĩa kinh tế đối với các nhà hoạch định quân sự Moscow. Theo truyền thông Nga, bộ kit dẫn đường có giá dưới 2 triệu rúp, tương đương khoảng 24.000 USD, trong khi một tên lửa hành trình Calib của Nga trị giá gần 6,5 triệu USD. Đây là một sự thay đổi của cuộc chiến trên không. Đầu tiên họ thử tên lửa hành trình, và chúng tôi bắn hạ chúng. Sau đó họ dùng UAV và chúng tôi cũng bắn hạ chúng. Họ liên tục tìm kiếm giải pháp để tấn công và chúng tôi cũng đang tìm kiếm giải pháp để đánh chặn. Trung tá Denis Smazini của lực lượng không quân Ukraine cho biết. Vậy điều gì đang xảy ra đối với hệ thống Patriot? Vào hồi tháng 5, Ukraine tuyên bố đã đánh chặn thành công tên lửa siêu thanh Kinjon của Nga bằng hệ thống Patriot. Tuy nhiên, sau đó không có tin tức nào về hệ thống phòng không này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu chuyên gia phân tích tình báo CIA Larry Johnson cho rằng hệ thống Patriot đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa Kinjon của Nga vào hồi tháng 5 và Mỹ không còn cung cấp hệ thống tên lửa phòng không này cho Ukraine. Chúng tôi đã không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Patriot trong nhiều tháng. Nó được gửi đến Ukraine nhưng đã bị nổ tung. Có vẻ như nó đã bị phá hủy hoặc đang được sửa chữa. Nhưng chắc chắn nó không được sử dụng trên chiến trường chuyên gia Mỹ lưu ý, theo ông Johnson sau sự cố này, Mỹ đã ngừng cung cấp cho Ukraina các hệ thống phòng không Patriot và chỉ chuyển giao các thiết bị và máy móc quân sự ít quan trọng hơn cho Kyiv. Công chúng Mỹ giảm sự ủng hộ viện trợ cho Ukraine, khảo sát từ truyền thông Mỹ cho thấy người dân nước này ngày càng lo ngại rằng Washington đang hỗ trợ kỳ ép quá nhiều trong chiến sự. ABC News cũng dẫn kết quả khảo sát thực hiện cùng Washington Post cho thấy 41% người được hỏi nói Mỹ đang làm quá nhiều để hỗ trợ Ukraine, tăng từ mức 33% vào tháng 2 và 14% vào tháng 4 năm 2022. Một phần 2 số người được hỏi cho rằng Mỹ hỗ trợ vừa đủ hoặc quá ít so với 60% ghi nhận vào tháng trước, 73% ghi nhận trong những tháng đầu chiến sự. ABC News và Washington Post thực hiện khảo sát qua điện thoại vào ngày 15 đến 20 tháng 9 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với hơn 1.000 công dân trưởng thành trên toàn quốc tham gia thái độ đối với các chính sách viện trợ Ukraine vốn phân hóa cao về mặt chính trị, song kết quả khảo sát mới ghi nhận mức tăng trên tất cả các đảng phái. Trong số 1.000 người được hỏi, 25% ủng hộ đảng Dân Chủ, 25% ủng hộ đảng Cộng Hòa, 42% trung lập. Số người ủng hộ đảng Dân Chủ chỉ trích Mỹ hỗ trợ Ukraine quá nhiều, tăng lên 22% so với 7% vào hồi tháng 4 năm ngoái. Trong khi nhóm ủng hộ Cộng Hòa có quan điểm này tăng lên 58% so với 22% vào hồi năm ngoái. Theo khảo sát được công bố khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ 24 tỷ USD cho Ukraine trích từ ngân sách bổ sung, cho đến nay Washington đã cam kết hỗ trợ khoảng 110 tỷ USD cho Kyiv. Phát biểu với báo giới Mỹ, một ngày sau cuộc họp tại tòa nhà Quốc hội và Nhà trắng, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu trong suốt mùa thu và mùa đông năm nay. Ông cũng khẳng định sẽ giành lại 31 và hai thành phố nữa. Ông Zelensky cho biết sự hỗ trợ của Washington cho Kiev sẽ tiếp tục, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về việc giảm hoặc là dừng hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, theo nhà phân tích quân sự Alexei Bojenko, mặc dù Tổng thống Zelensky tuyên bố tiếp tục chiến đấu, nhưng hiện chưa rõ Ukraine có thể huy động thêm lực lượng và đạn dược cho cuộc giao tranh kéo dài hay không. Trong 2 đến 3 tháng qua, quân đội Nga đã gây tổn thất lớn cho Ukraine về lực lượng, xe bọc thép và lựu pháo. Vậy thì ai sẽ tấn công? Câu hỏi này rất quan trọng, họ sẽ đưa ra những ai ra tiền tuyến. Trên thực tế, họ có thể tập hợp một đội quân mới vào mùa xuân và huấn luyện cho lực lượng này. Chuyên gia Bojenko nói, theo chuyên gia Bojenko, khó có khả năng các lực lượng của Ukraine có thể thực hiện một chiến lược tấn công phức tạp. Họ đã sử dụng cả các chiến thuật phương Tây và cả chiến thuật thời Liên Xô để tấn công các vị trí của Nga, cũng như cố gắng xuyên thủng các phòng tuyến của Moscow với những nhóm lớn và nhóm nhỏ. Tuy nhiên, họ đã bị xa lầy, tổn thất phương tiện hạng nặng và không thể vượt qua hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga. Ngoài ra, họ cũng không thể sử dụng xe tăng hạng nặng do NATO cung cấp trong mùa thu và mùa đông bởi các phương tiện này không còn phù hợp để sử dụng trong các điều kiện thời tiết đó. Còn theo ông Bojenko, Ukraine có thể sẽ sử dụng các loại xe tăng T-72 thời Liên Xô còn lại, Những vũ khí nào khác sẽ được sử dụng. Ukraine đang chờ đợi các phương tiện trên không, nhưng F-16 không thay đổi nhiều cục diện chiến trường các lực lượng của Nga sẽ săn tìm và bắn hạ chúng. Nhưng Ukraine vẫn cần chúng, không phải để tổ chức các cuộc chiến nhằm đối phó với tiêm kích Nga mà để phóng tên lửa chiến thuật. Đây là những tên lửa mới nhất mà họ đã nhận được trong những tháng qua và họ đang chờ đợi ATACMS. Dù vậy, ông Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với truyền thông Mỹ rằng các tên lửa tầm xa này sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ukraine không có đủ đạn dược để tiến hành các cuộc pháo kích và phản pháo. Họ hy vọng sẽ nhận được đạn pháo cỡ nòng 155mm nhiều hơn từ NATO, nhưng việc này sẽ cần thời gian. Các kho đạn pháo cỡ nòng 152mm của Ukraine hiện cũng đang cạn kiệt. Vậy cuộc phản công sẽ diễn ra như thế nào? Theo cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao của Lầu Năm Góc, Michel Malop, việc ukraine tiến hành phản công bất chấp điều kiện thời tiết đã hạn chế khả năng của nước này dựa trên những gì kiev đang sở hữu và tình hình của họ hiện nay đầu tháng này tướng mark milley cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ nhận định với truyền thông rằng điều kiện thời tiết lạnh hơn sẽ khiến việc di chuyển của các lực lượng ukraine trở nên khó khăn hơn ông cho rằng cuộc phản công của ukraine chỉ còn 30 đến 45 ngày trước khi thời tiết đe dọa các nỗ lực quân sự các nhà quan sát phương Tây cũng cảnh báo vào cuối tháng 11, mưa lớn sẽ biến chiến trường thành bãi bùn lầy và làm phức tạp thêm nỗ lực của Kiev. Chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Taria của Ukraine, ông Oleksandr Tanasky đánh giá, thời tiết là một trở ngại nghiêm trọng trong suốt cuộc tiến công, nhưng cân nhắc đến việc chúng tôi tiến công như thế nào, chủ yếu là không sử dụng các phương tiện. Tôi nghĩ thời tiết sẽ không ảnh hưởng lớn. Ông Malov cho rằng cuộc phản công của Ukraine là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi xét đến các nguồn lực của Ukraine cũng như phòng tuyến kiên cố của Nga. Cựu quan chức Lầu Năm Góc cũng đánh giá, kỳ ép khó có thể đạt được tiến triển trên thực địa, chứ chưa nói đến việc giành lại Ba Mút. Theo ông Malov, người dân châu Âu và Mỹ đều đã rất mệt mỏi về cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, một số nhà quan sát quân sự Mỹ và thậm chí là ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Robert Kennedy đã đặt câu hỏi về việc tại sao Mỹ và NATO làm trệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào hồi tháng 3 năm 2022 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi thỏa thuận hòa bình sơ bộ này lẽ ra có thể ngăn chặn xung đột ngay từ giai đoạn đầu. Các vấn đề khác đang gia tăng. Tôi biết tại Mỹ, mọi người ngày càng tập trung vào tình huống trong nước, chính trị nội bộ và tác động của lạm phát, Ông Malov nói, đồng thời lưu ý sự phản đối trong Quốc hội Mỹ về việc hỗ trợ bổ sung cho Ukraine cũng đang lớn dần. Truyền thông Mỹ cũng thừa nhận đã có những dạn nứt trong sự ủng hộ cho Ukraine ở Mỹ và châu Âu. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối việc thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 24 tỷ USD cho Ukraine. Trong khi đó, Warsaw đe dọa sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev sau khi Ukraine kiện Ba Lan lên về WTO. Ứng viên Tổng thống Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ cho Ukraine nếu đắc cử. Trong khi đó, Hungary, Ba Lan và Slovakia cấm nông sản từ Ukraine. Hungary đã khẳng định nước này sẽ không ủng hộ Ukraine gia nhập EU. Ngoài ra, tình hình của Ukraine sẽ ngày càng khó khăn và tồi tệ hơn nếu một cuộc khủng hoảng năng lượng mới nhấn chìm châu Âu trong mùa đông này và Mỹ rơi vào suy thoái. Viện Nghiên cứu Chiến tranh dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thời hạn đến tháng 10 để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh trích dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, một nguồn tin nội bộ của Điện Kremlin tuyên bố rằng Putin được cho là đã đưa ra cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thời hạn một tháng cho đến đầu tháng 10 năm 2023 để cải thiện tình hình trên tiền tuyến, ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine và để lực lượng Nga giành lại thế chủ động. Theo nguồn tin này, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể ra lệnh phản công liên tục với hy vọng đưa cuộc phản công của Ukraine lên đến đỉnh điểm, ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng khả năng quân sự của Nga. Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đề cập rằng, Tổng thống Putin lần đầu tiên thừa nhận sự bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vào ngày 9 tháng 6, nhấn mạnh hai vấn đề quan trọng và dai dẳng đó là lực lượng Ukraine sẽ không đạt được lợi ích đáng kể do lực lượng phòng thủ được Nga chuẩn bị tốt và quân đội Ukraine sẽ bị tổn thất nặng nề về nhân sự và thiết bị quân sự của phương Tây. Báo cáo viết, ông Putin và Điện Kremlin đã coi các hoạt động phòng thủ của Nga là một chiến thắng lớn trên chiến trường và các cuộc phản công dai dẳng của Nga cho phép Điện Kremlin tuyên bố các hoạt động này là những chiến thắng riêng lẻ trong bối cảnh chung thiếu các bước tiến trên chiến trường của Nga ở những nơi khác các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực này có thể đang tìm cách làm suy yếu sự ủng hộ và niềm tin vào các lực lượng ukraine ở cả ukraine và phương tây putin có thể đã ra lệnh cho bộ chỉ huy quân sự nga nắm giữ tất cả các vị trí phòng thủ ban đầu của nga để tạo ra cảm giác rằng các cuộc phản công của ukraine không đạt được bất kỳ hiệu quả chiến thuật hoặc là hoạt động nào mặc dù có sự hỗ trợ đáng kể của phương tây viện nghiên cứu chiến tranh chỉ ra thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại